Hello mọi người, Dino đây. Mọi người đang theo dõi Dinology và rất là vui để gặp lại mọi người trong hôm nay. Trong thời gian qua, khi mà cái mạng xã hội phát triển thì mình có rất nhiều tin nhắn inbox ở trên Facebook, ở trên Instagram. Và nhất là khi mà có cái tính năng question ở trên story của Instagram ấy, thì rất là nhiều bạn hỏi mình là: anh ơi, em rất thích anh. Anh ơi, anh có thích em không? Hay là những câu hỏi khác như là: anh ơi, em thích bạn kia mất rồi, thì làm sao mà để bạn thích lại em? Ok. Vấn đề tình yêu là vấn đề muôn thuở đúng không? Nhưng mà thay vì trả lời những câu hỏi đó trực tiếp thì hôm nay mình sẽ cung cấp cho mọi người một cẩm nang còn giá trị hơn rất là nhiều. Đó chính là 6 điều để nhận biết một chàng trai có thích bạn hay không. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. Và để bắt đầu thì mình có một chút để nói với mọi người trước. Đó chính là đây, những lời mình nói ở đây chỉ là cái trải nghiệm của bản thân. Với trải nghiệm bản thân là một chàng trai thì mình sẽ nói cho mọi người biết là những cái điều mà mình quan tâm khi mà mình thích một ai đó. Còn nếu mà không đúng mọi người ấy, thì mọi người cứ bỏ qua. Đầu tiên, đối với mình ấy, mình luôn luôn quan tâm đến sở thích hoặc sở ghét của cái bạn mà mình thích. Ví dụ như là hồi cấp 3 đi học ấy, mình thích một bạn và bạn ấy không bao giờ ăn hành hết. Nên là khi mà mình đi xuống căng tin ấy mua mì, hồi đấy mì gói, mà mì gói thì cái cô ở căng tin thời đấy rất là hay cho thêm hành. Mì gói thì đơn giản lắm, chả có thịt, chả có gì cả, nhưng mà lúc nào phải cho thêm hành. Và mình luôn luôn nhớ dặn là không có hành. Và bao giờ mời bạn ấy ăn một tô mì không hành. Hồi đại học có một bạn rất thích ăn cái mayonnaise mà pha với tương ớt ấy. Hồi đấy là rất, hồi mình đi học là rất mốt cái trò mà ăn kimbap Hàn Quốc mà hay trộn mayonnaise với tương ớt. Nên là lần nào đi bạn cũng ăn rất là nhiều cái chấm cái đấy. Nên là lần nào cũng phải order 2 phần. Vì vậy là nếu mà bạn nhìn thấy một chàng trai mà là rất quan tâm đến sở thích hoặc sở ghét của mình, nhưng mà sở thích nó không phải là cái sở thích mà mọi người nói to lớn là ok sau này mình muốn thành một nhà báo hay một bác sĩ gì đấy thì nó quá to tát quá, thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà những cái sở thích sở ghét rất là nhỏ ở trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là đấy, như mình ví dụ đấy, tương ớt, mayonnaise hay hành, tất cả những cái đấy rất là nhỏ thôi. Vì thông thường thì nếu mà một người bạn bình thường mình không nói nhiều hoặc là mình không có thể hiện cái điều đấy ra nhiều thì không ai nhớ những cái điều đấy cả. Nhưng mà nếu mà một người thích bạn, họ luôn luôn chú ý đến những cái sở thích rất là nhỏ của bạn. Và chú ý nhé, là làm sao mà đừng bao giờ nhắc nhiều đến cái đấy, mà hãy tinh tế thể hiện ra. Nếu mà chàng trai đấy mà quan tâm đến vấn đề đó thì chắc chắn là chàng trai đấy đang phải lòng bạn rồi đó. Vậy là mình nói về chú ý đến sở thích sở ghét rồi đúng không? Như vậy những tất cả những cái điều này thì rất là đơn giản. Còn một điều nữa, thông thường người ta nghĩ đây không phải là thích nên mới làm đâu. Bởi vì điều thứ hai mình nói ở đây đó chính là luôn luôn cố tình xuất hiện trước mặt bạn và thậm chí là hay trêu ghẹo bạn. Bởi vì khi mà một chàng trai thích bạn, nếu mà cái tình cảm nó chưa đủ phát triển và cái bản tính của chàng trai đấy không có mạnh mẽ kiểu thể hiện ra tự tin là mình thể hiện ra là tôi thích bạn, thì thằng chàng trai đó hay kiểu tìm mọi lý do để xuất hiện trước mặt bạn. Có nghĩa là những cái lý do rất là ngớ ngẩn, luôn luôn lượn lờ trước mặt. Nếu mà lượn lờ trước mặt mà bạn khó chịu thì người ta còn, thậm chí người ta còn trêu ghẹo bạn nữa cơ. Có nghĩa là miễn làm sao để xuất hiện được trước mặt người mình thích, vậy là đủ. Chứ không phải là làm sao mà để gây ấn tượng tốt. Bởi vì là ngày xưa mình cũng rất thích một bạn, nhưng mà người ta có vẻ là không chú ý đến mình cho lắm. Nên là mình luôn luôn tìm cách lượn lờ trước mặt người ta. Nhiều khi là người ta không để ý đến mình quá, mình còn phải làm ra những cái chuyện mà còn làm miễn làm sao người ta chú ý đến mình. Kiểu thỉnh thoảng ok, giật sách, giật vở hay là cướp truyện tranh rồi bla bla, rất là ngu si. Nhưng mà tất cả những cái đấy, miễn làm sao mà để đối phương chú ý đến mình, được người ta quan tâm, được người ta chú ý, được người ta gọi tên, được người ta nhắc đến mình như thế. Như vậy, nhiều khi những chàng trai nhát gan như vậy, vậy là đủ rồi đúng không? Vì vậy là nếu mà nhìn thấy những cái chàng trai mà hay trêu ghẹo mình ấy, nhiều khi khó chịu quá, thì hãy cố gắng hiểu một chút, biết đâu người ta đang thích bạn đó. À và ok, cái này thì có lẽ là ngày xưa ông bà ta thì không bao giờ có chuyện này xảy ra. Nhưng mà điều thứ ba của mình ấy, đó chính là viết status. Có nghĩa là từ hồi mà năm 2008 là hồi đấy mình bắt đầu sử dụng Facebook. Và trước đấy là Yahoo 360. Hồi đấy thì rất là ngày xưa thì người ta hay kiểu tỏ tình bằng thư đúng không? Còn khi mà xã hội phát triển, mạng xã hội rất là phát triển, thì tất cả chúng ta đều là bạn bè của nhau, nhưng mà không dám nói thẳng ra là ok mình quan tâm đến bạn đấy, hôm nay bạn có khỏe hay không, bạn có chuyện buồn gì hay không, mà rất hay đăng status kiểu như là tình cờ nhắc đến cái chuyện gì đó mà bạn đã trải qua gần đây hay có ngay ngày hôm đấy. Hồi đấy thì rất là mốt những cái trò, ví dụ như là hôm đấy bạn kia bị điểm thấp, xong rồi mình sẽ viết một cái status rất là deep,
kiểu liên quan đến việc học hành, liên quan đến việc là hãy cố gắng lên, thất bại không là gì cả, để cho người ta đọc được. Đấy, tất cả những cái chi tiết rất là nhỏ như vậy. Bởi vì là mình không dám nói thẳng ra, không dám nói thẳng ra là nhắn tin: ok bạn ơi, hôm nay bạn bị điểm thấp, bạn buồn hay không, hay là hãy cố gắng lên, không bao giờ dám nói như vậy cả. Nhưng mà hay đăng một cái status, hoặc là đôi khi là người ta bị buồn, người ta bị cô giáo mắng cũng đăng một cái status, hoặc nhà có chuyện buồn thì cũng đăng một những cái status rất là ẩn ý, chứ không dám nói thẳng ra. Ví dụ như là mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Tất cả những cái đó nếu mà bạn đọc được mà tình cờ với chuyện mà xảy ra gần đây với bạn ấy, thì hãy cứ tin tưởng rằng đó là chính điều đó dành cho bạn. Bởi vì thật ra thì con trai thì nhiều lúc cũng hơi ngu xuẩn và cũng hơi nhát gan. Đó là những cách đơn giản nhất mà chúng tôi nghĩ rằng có thể tiếp cận được trái tim của các bạn. Vì vậy, không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Nếu mà đọc được những cái status của những chàng trai gần mình và liên quan đến những chuyện buồn của mình ấy, thì hãy yên tâm rằng ít nhất là có người quan tâm đến bạn. Ok, vậy là mình đã nhắc đến status rồi. Thế bây giờ con người hiện đại còn gì nữa? Đó chính là tin nhắn. Ok, tin nhắn bây giờ là một cái mà rất là dễ dàng để thể hiện tình cảm của mình, bởi vì chúng ta không phải đối diện trực tiếp mà nó còn miễn phí nữa. Và chúng ta vào điều thứ tư, nhắn tin không rõ ràng. Có một trò rất hay, rất là classic luôn, là sẽ nhắn tin về những cái chuyện mà không rõ ràng, không có mục đích, không có một cái chuyện cụ thể gì cả. Thông thường nếu mà người ta không thích bạn ấy, người ta sẽ nhắn tin có mục đích. Ví dụ như là: ê, mai đi học nhá. Ê, cô giáo trả bài chưa hay gì đó. Ok, đấy là những cái tin mà rất là cụ thể. Hoặc là cho mượn cái nọ, cho mượn cái kia, hoặc là hỏi lịch, hỏi liếc, hoặc là tập hợp, hoặc là hẹn hò một nhóm gì đó, thì đấy những cái tin nhắn rất là cụ thể. Nhưng mà nếu mà có ai đó nhắn tin cho các bạn ấy về những cái gọi là cái mục đích nó không rõ ràng, ví dụ như là: ừ, hôm nay cô giáo ở trên lớp mặc đồ đẹp nhỉ. Ai quan tâm đến mặc cô giáo mặc đồ đẹp gì, đúng không? Hay là hôm nay trời mưa to đi học ồn ào nhỉ. Hay là kiểu những cái chuyện rất là nhảm nhí, kiểu như là: ôi biết gì không, căng tin có món mới gì đó. Thì tất cả những cái tin nhắn mục đích nó không rõ ràng như vậy, chỉ có thể hai điều xảy ra. Một là chàng trai đó bị sảng, bị ngu ngơ sao đó, nói những cái chuyện không liên quan, trên trời dưới đất không liên quan. Hai là người ta chỉ muốn nói chuyện với bạn và kiếm cớ để nói chuyện. Nhiều khi bởi vì kiếm được một cái cớ nói chuyện với một người mình thích ấy, rất là khó. Bởi vì tất cả những cái lý do mà mình đã sử dụng ấy, thì thường là mình đã sử dụng hết rồi. Nên là khi mà mình nghĩ ra lý do mới, và thường là khi một thích ai ấy, người ta sẽ không đủ tỉnh táo để người ta nghĩ ra một cái lý do thông minh đâu. Vì vậy là hãy đừng coi thường những cái tin nhắn vu vơ vớ vẩn đấy. Bởi mình đã biết rất nhiều bạn của mình, bởi bạn thân của mình là con gái ấy, khi người ta đọc những cái tin nhắn mà: ờ, cái thằng này nó bị làm sao, bị giờ nhắn tin chả liên quan gì cả. Nhưng mà đấy, bây giờ đã nghe lời của Dido rồi đó, thì biết rằng những cái tin nhắn đó là người ta đang quan tâm đến mình đấy, và người ta chưa nghĩ ra được lý do gì hay ho. Nếu mà là một cô gái thông minh ấy, thì hãy nhắn tin lại, hãy kiếm một cái lý do thông minh. À, hãy nhắn tin lại, hãy kiếm một cái lý do thật hay ho để tiếp nối câu chuyện. Như vậy thì người ta sẽ rất là cảm ơn bạn, để người ta sẽ không bị vào cái tình thế là: ok, mình muốn nói chuyện quá nhưng mình không nghĩ ra lý do gì để nói chuyện. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lý do thứ năm: chăm chút ngoại hình. Thông thường con trai ấy, ở những cái tuổi rất là nhỏ như là học sinh hay sinh viên ấy, thì thường rất là ít chú tâm đến ngoại hình. Hồi đấy thì mình nhớ rằng ok, nhắc đến cái chuyện mình xấu hồi nhỏ ấy, nhắc nhiều quá rồi. Nhưng mà bây giờ nhắc đến những cái thằng khác trong lớp mình ấy, trời ơi, hồi đấy chúng nó phải gọi là siêu bừa bộn và tình toàng. Mình có một thằng, quen một thằng ở lớp mình, nó cao tận 1m8 mấy, nhưng mà nó phải siêu hôi, ăn mặc thì luộm thuộm, nó hôi khủng khiếp. Có nghĩa là nó không bao giờ nó quan tâm đến việc là nó phải sử dụng khử mùi hay gì. Có nghĩa là mỗi lần nó đi chơi bóng rổ xong nó vào lớp là tất cả mọi người ai cũng phải chạy, rồi nó hôi như một con lợn ấy. Đấy, đấy là bọn con trai, nó là như thế đấy. Nên là khi mà các em thấy một anh chàng nào đó bình thường, ok, đang bình thường như này, một chuyện rất là bình thường, nó hôi hám, nó bẩn thỉu, nó luộm thuộm, xong rồi có khi là móng tay nó dài, nó móc cứt mũi, nhưng mà bỗng dưng một ngày nó ăn mặc đẹp hơn đến lớp, hay bỗng dưng một ngày nó xuất hiện rất là đẹp ấy, thì chắc chắn là nó đang phải lòng ai đấy rồi. Mà phải lòng ai thì mình không biết, nhưng mà phải lòng ai ấy, nếu mà nó mặc đẹp và dựa những lý do ở trên ấy, nó hay xuất hiện trước mặt ai ấy, thì là biết nó thích ai ở đấy. Chứ thông thường con trai ở độ tuổi đấy nó không có thích kiểu đỏm dáng diện rồi lượn lờ đến lớp đâu. Vì vậy là nếu mà có sự thay đổi về ngoại hình thì chắc chắn là nó phải muốn gây chú ý với ai rồi, đúng không? Mình kể lại chuyện ngày xưa của mình nhá. Ngày xưa ấy là trường mình đi học ấy là bắt mặc quần đồng phục xanh tím than, ống rộng, phải đến tận 28-30 ấy, nhìn kinh cực, nhìn ai cũng lùn. Xong rồi có mấy đứa hot boy hot girl trong trường là lúc nào cũng phải mặc quần jean đen, xong rồi ống tuýp bó chặt chân lại.
xong rồi một ngày mình cũng muốn gây chú ý với ai đấy. Thế là xong rồi về nhà kiếm bằng được mua cái quần ống tuyết mà mặc đến lớp. Ôi trời ơi, ngày đầu tiên mặc đến lớp một cái thằng nớt như mình ngày xưa, một thằng nớt rất là màu sách, bỗng dưng mặc quần ống tuyết đến lớp, xong tất cả mọi người cùng nhìn, xong rồi gây chú ý được với cái người mình muốn gây chú ý thì không, nhưng mà gây chú ý với cả toàn lớp, mà không chỉ toàn lớp mà gây chú ý với tất cả giám thị, rồi rất cẩn thận và bị phạt và tất và hôm đấy là bị bắt lên trên phòng giám thị rồi viết kiểm điểm là từ nay con sẽ không bao giờ con mặc quần như thế nữa. Và đấy, lần duy nhất mà mình muốn thay đổi ngoại hình và gây chú ý đến một ai đấy hồi đi học, và nó mang lại cái kết quả là gây chú ý với quá nhiều người và bị phạt. Và nên là mọi người thấy một cái chàng trai nào đấy muốn thay đổi ngoại hình một cách đẹp hơn, nhưng người ta đang làm những cái trò rất là lố bịch, rất là buồn cười, thì hãy thông cảm cho người ta. Vì thôi dù sao cũng là trẻ con, cũng là con trai mà đâu có biết ăn mặc đâu, nhưng mà người ta đang muốn gây chú ý với ai. Và đó cũng là một biểu hiện đến một chàng trai nào đó tự dưng quan tâm đến sở thích sở ghét của bạn, hay nhắn tin lung tung, hay up status trùng hợp với bạn, và hay trêu ghẹo bạn nữa, mà lại bỗng dưng thay đổi ngoại hình ấy. Trời ơi, thế này thì đến đây là 90% là cái thằng đó nó đang thích bạn rồi đó. Và lý do cuối cùng, lý do này rất là đặc biệt vì ngày xưa mình chưa từng có cơ hội để làm điều này, nhưng mà mình đã chứng kiến một cặp trong lớp mình cấp 3 rất là đẹp, đó gọi là cái cặp đẹp nhất lớp mình ngày xưa. Thằng này thì vẫn là cái thằng mà mình kể lúc trước ấy, hồi ấy. Nhưng mà thằng này ấy, nó ngày xưa nó rất là lười học, nó hay trốn học, nó đi chơi điện tử, nó hay trốn học, nó đi chơi bóng rổ, rồi lúc nào nó cũng vắng mặt trên lớp. Nó là học sinh cá biệt của lớp luôn, thầy cô thì rất là phiền lòng. Còn bạn mình thì là lớp trưởng, có nghĩa là cái thời gian của nó ấy, không bao giờ dành cho lớp hết. Nó có câu lạc bộ bóng rổ của nó có rất là nhiều thứ ở ngoài, bởi vì nó cũng xác định là đi du học, nó chả bao giờ quan tâm đến lớp. Nhưng mà với cả một bạn lớp trưởng rất là ngoan, gọi là tình yêu với một học sinh cá biệt của một lớp trưởng, nó quá là điển hình đúng không? Nếu mà chúng mày xem cái clip này thì tao không nhắc tên chúng mày đâu, không phải xấu hổ đâu nhá. Thế là, nhưng mà cái thằng đấy nó luôn dành thời gian cho cô bạn lớp trưởng của mình. Có nghĩa là thời gian dành cho lớp thì không có. Nó, mình là tổ trưởng của nó nhưng nó chả bao giờ nó dành thời gian cho tổ hết. Cái tổ của mình thì không bao giờ có mặt nó, nhưng mà lúc nào cũng thấy nó đi với lớp trưởng. Con trai thời trẻ con ấy thì có rất là nhiều mối quan tâm, mối quan tâm về thể thao, mối quan tâm về những cái nhóm bạn ở ngoài. Bởi vì thường ấy, học sinh ấy, nếu mà chơi với bạn ngoài lớp ấy thì lúc nào cũng cool hơn, sành điệu hơn. Nên là nếu mà nó dành thời gian cho bạn ấy thì chắc chắn đến đây là 99% là nó thích bạn rồi. Ok, vậy là 6 biểu hiện của Dino đã vừa liệt kê, chúng ta cùng điểm lại nào. Thứ nhất, luôn quan tâm đến sở thích sở ghét này. Thứ hai, luôn xuất hiện trước mặt bằng bất kỳ lý do nào, kể cả trêu gạo cho bạn khó chịu. Thứ ba, luôn luôn viết những cái status trùng hợp một cách đáng sợ liên quan đến những sự kiện gần đây của bạn, những chuyện buồn hay chuyện vui của bạn. Thứ tư, nhắn tin những cái lý do vu vơ, không rõ lý do, chỉ để nhắn tin thôi. Thứ năm, chăm chút ngoại hình hơn, thay đổi ngoại hình một cách gọi là kinh ngạc hoặc là kinh dị. Và thứ sáu, luôn luôn dành thời gian quý giá bên bạn, bỏ qua những cái vụ chơi game hay là chơi bóng đá, bóng rổ gì đó. Vậy là hôm nay Dino đã làm một cái vlog mang tên 6 biểu hiện là một chàng trai thích bạn. Nghe như thế nhưng mà thực ra vlog này dành cho các cô gái. Hy vọng là với kinh nghiệm của một đứa con trai như thế này thì các cô gái của chúng ta sẽ biết rõ ràng hơn là đứa nào đang thích mình và nhận rõ dấu hiệu của thính. Còn nếu các chàng trai thấy các mánh của mình bị lộ ra ấy và cũng thấy đúng ấy thì cũng hãy like và subscribe cho Dino nhá. Còn bây giờ vlog đã dài rồi, bất kỳ những cái chủ đề liên quan đến tình yêu, hôn nhân, gia đình nào mà mọi người muốn mình làm tiếp theo ấy thì hãy comment bên dưới, bởi vì những vlog tiếp theo mình sẽ làm cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Tạm biệt.